Trời ơi, bây giờ mưa chắc tối nay không ai đến hết. Mà lại cái rạp rất là có nhiều người. Thành ra Đinh Đan cũng muốn cảm ơn quý khách cái sự hỗ trợ của cho Đinh Đan. Cảm ơn. À cause de la pluie, mais je me réjouis beaucoup parce que apparemment la salle est comble.